Hôm nay bạn bảo khi xưa đi đâu cũng có nhau, có biết bao nhiêu cuộc vui đảo thiếu nhau, đi cùng nhau bên nhau giữa chốn thành danh. Dặm chân phong ba ở tên ta, cách xa bao nhiêu người anh em của chúng ta, đắng cay mới nhận ra đã có lúc ta lại tự ti. Bao lâu nay ta đâu có hận đùa ai, sao đời lại cứ oan trái ta như vậy? Hay vì những đồng tiền cùng lời phanh làm ta cách xa và thương nhớ? Nhưng không sao, mỗi tối bất chợt tụ hợp cả đám ngồi cùng với nhau quay quần, cho chuyện những đêm ngày thời cô liêm. Anh em bao cam đó, bao sóng gió vây quanh vẫn cứ thế. Dù mai đường đời mấy đôi thay ra sao, hay ai giàu sao, vẫn luôn mình luôn nhớ nhau, nhớ những lúc trời tàn, cùng những chuyện trắng màng, anh em ta lại có nhau. Hãy subscribe.
anh và tôi nay. Và của anh thì còn chưa cho em một đời sai. Phố là của anh sau thì các trọng khác thì bố tôi trôi ngay. Anh vẫn mãi đang là tốt một tìm về tới tay. Anh vẫn còn bây giờ là bức còn anh là cối sai. Không sai hết hôm nay thì anh để tới mai. Chẳng lời nói rồi anh chỉ thôi là ối sai. Yeah. Anh ban ngày em sẽ cười ha ha ha. Nên chỉ còn tim ha ha ha. Anh sẽ là thằng trai hàng ngày em thầm thương hơn lên đầu rồi em bật đêm sẽ thường thấm. Nhẹ nhàng nghe nghe nên em khó có thể cai. Em sẽ như thế kia không dễ cho anh thì để ai. Bật mi dài có đến ba chân. Vấn đề để mình chân dài. Lên trên đất và cảm ơn yeah. Chơi hip hop dù chúng mày làm bôi trơn 2006 mà lên ngôi cho âm nhạc 2020 nghe tầm bạc các bạn bạn. Ta không cần nghe vàng không phải chơi của hip hop. Nhạc ta đôi khi là cơm trắng và thịt hộp. Nhạc ta là phải tôn bằng như bằng vi ca. Nhạc ta từ phía trường ta đến thắng vi ca. Yeah.
phận là con trai con phận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
pray baby. Hai giờ đêm ring ring một tin nhắn. Mình gặp nhau được không? Em đêm baby đang ở đâu? Anh vẫn còn chưa tỉnh. Ring ring thêm một tin nhắn. Anh nghĩ trả lời đi, em sẽ không ở được lâu. Tại sao lại là anh vì mình không gặp đã nhiều năm? Sau những gì xảy ra vì sao cho anh để ghé thăm? Anh bây giờ cách trước và chắc là em cũng như vậy. Ngày xưa em là người đã bước, sao bây giờ lại về đây?
从前。